Thưa quý vị, sau 15 ngày vận hành miễn phí, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông chính thức đi vào khai thác thương mại. Không giống như những ngày cuối tuần vừa rồi tại khu vực xếp hàng để lên ga Cát Linh mua vé hôm nay thưa thớt vắng vẻ. Trong khi đó thì vào giờ cao điểm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội nơi có tàu điện Cát Linh Hà Đông đi qua vẫn xảy ra tình trạng kẹt xe ùn ứ. Không giống như những ngày cuối tuần vừa rồi, tại khu vực xếp hàng để lên ga Cát Linh mua vé hôm nay 22 tháng 11 thưa thớt. Nhân viên nhà ga khá nhàn. Thời điểm người dân bắt đầu đi ra đường đi làm, sảnh nhà ga nơi mua vé đi tàu Cát Linh Hà Đông vắng bất ngờ so với không khí đông đúc vào sáng thứ hai tuần trước, thời điểm chưa thu phí đi tàu. Cả chuyến tàu từ ga Yên Nghĩa đi trung tâm thủ đô chỉ có lác đác và hành khách lên. Phải đến ga Láng gần ga Cát Linh, một số khoang tàu mới lấp đầy ghế ngồi. Nhiều người dân cho biết để đi làm hơi bất tiện, chỉ phù hợp với nhân viên công sở đến làm việc và không đi giao tiếp bên ngoài. Từ nhà đến công ty làm việc thấy thuận lợi, nhưng đến công ty phải đi giao dịch với nhiều khách hàng nên vẫn bắt buộc phải sử dụng xe cá nhân. Trong khi đó, vào giờ cao điểm sáng nay, nhiều tuyến phương tiện di chuyển chậm trên đường Nguyễn Trãi, nơi có tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đi qua. Tại đường Láng, việc di chuyển của người dân và phương tiện cũng khó khăn đường sắt cát linh hà đông được kỳ vọng sẽ giảm thiểu ủn tắc giao thông cho hà nội nhưng đa số người dân vẫn lựa chọn phương tiện cá nhân để đi làm Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Metro Hà Nội nhận định, mỗi phương thức vận tải đô thị chỉ đáp ứng một số đối tượng nhất định. Vì vậy, một tuyến đường sắt đô thị như Cát Linh Hà Đông không thể giải quyết được tất cả các vấn đề về ùn um tắc mà cần có cả một hệ thống. Chỉ khi nào hình thành mạng lưới đường sắt đô thị hoàn chỉnh mới giải quyết được căn cơ những vấn đề đặt ra của giao thông đô thị ở các thành phố lớn.